Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 18 đến câu 27. Một hôm, có những người thuộc nhóm Sa đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: "Thưa thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng, nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không để lại một đứa con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ." Đức Giêsu nói: "Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to." Anh chị em thân mến, hôm nay một lần nữa chúng ta gặp những người không thực sự mở ra cho sự thật, nhưng họ muốn tin vào một cách thức mà họ cũng muốn thuyết phục người khác rằng đó là chân lý. Họ không tin vào sự sống đời sau, và họ đặt ra câu hỏi để cho thấy sự sống sau cái chết là một ý niệm điên rồ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi. Thay vào đó, Người mở tâm trí họ cho những khả thể khác. Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là Chúa của kẻ sống. Như vậy, mọi người đều có được sự sống nơi Thiên Chúa. Sứ điệp của tin mừng cũng là sứ điệp của sự sống. Vì Chúa nói: "Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." Một khi nghiêng chiều sự chết, sứ điệp của chúng ta còn bị đóng khung bởi các vòng lẩn quẩn của cuộc sống, không có sức vươn lên và không thể hấp dẫn người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng đi vào lối mòn của những người Sa đốc, đi vào ngõ cụt của sự chết, của những tính toán. Nếu loài người mở ra với sự sống, thì có lẽ sẽ không có nhiều ca phá thai, sẽ không có những vụ án giết người dã man, sẽ không có những cuộc diệt chủng ghê rợn trong lịch sử. Mở ra với sự sống, người ta sẽ cố gắng vun đắp văn minh tình thương, cổ vũ cho sự sống không chỉ của con người mà còn của toàn thể thụ tạo. Mỗi sự hiện hữu của các loài thụ tạo đều có sự hỗ tương, trau dồi sự sống cho nhau. Trong năm Thánh Giuse, chúng ta học hỏi nơi Ngài hình ảnh con người của những giấc mơ, của một tâm trí cởi mở với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, và dự định của Thiên Chúa là đưa con người đi vào sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa Giêsu, chúng con khát khao có được sự sống nơi Chúa. Xin cho chúng con mỗi lần rước mình Thánh Chúa, chúng con biết trân trọng sự sống mà Chúa đã dành cho chúng con bằng chính cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa. Amen.